Tiếp ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thiếu cảng nước sâu, thiếu kết nối logistics đang khiến cho 80% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phải đi nhờ các cảng biển khu vực Đông Nam Bộ. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở khu vực này như là gạo, trái cây, thủy hải sản đều đã bị giảm sức cạnh tranh và đội chi phí lên đáng kể. Mỗi năm, xuất khẩu hơn 150.000 tấn gạo. Dù nhà máy ở gần cảng Cần Thơ, nhưng hơn 90% lượng hàng hóa của doanh nghiệp này lại phải vận chuyển lên các cụm cảng ở thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ để xuất khẩu. Điều này đã khiến chi phí vận chuyển tăng từ 10 đến 15 đô la Mỹ mỗi tấn. Đây được xem là nghịch lý bởi hệ thống sông nước có sẵn nhưng lại không thể xuất hàng trực tiếp qua những cảng thủy nội địa gần mình. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì nói tóm lại là có rất nhiều cái lợi thế về đường thủy. Nhưng mà bây giờ cái mức đầu tư của nhà nước về đồng bằng sông Long, đặc biệt là ví dụ như là cảng ở Cần Thơ và cảng ở Vĩnh Long hoặc cảng ở Tiền Giang đều có cả. Thế nhưng mà cái đường vào thì nó bị tắc nghẽn. Chỉ tính riêng khu công nghiệp này, hàng năm lượng hàng xuất khẩu đạt 80.000 tấn các sản phẩm nông sản, thủy sản chế biến và khoảng 15 triệu sản phẩm may mặc, chiếm đến 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Sóc Trăng. Thế nhưng hầu hết các mặt hàng này đều xuất khẩu thông qua cảng biển ở Đông Nam Bộ, nên chi phí vận tải chiếm tỷ lệ quá lớn, làm giá thành sản phẩm tăng và sụt giảm sức cạnh tranh. Vì vậy, mong muốn nhất của địa phương vẫn là có được một cảng biển nước sâu đúng tầm ở đồng bằng sông Cửu Long để giảm thiểu chi phí hàng hóa xuất nhập khẩu. Với cái cảng biển thì nó tác động tích cực về mặt hàng hải, thì đây chính là xem nó như là một cái cửa ngõ phục vụ cho cái hoạt động thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong vùng. Tính toán của Cục Hàng hải Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, hiện nay có đến 80% lượng hàng hóa của đồng bằng sông Cửu Long phải vận chuyển lên các cảng ở thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, kéo theo chi phí vận chuyển tăng từ 10 đến 40% trên một chuyến hàng. Hơn nữa, việc đưa hàng hóa đi đường bộ, đường thủy hàng trăm km từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh đã tạo áp lực lớn cho hệ thống giao thông đang quá tải, tăng chi phí logistics cũng như giảm sức cạnh tranh đối với hàng hóa toàn vùng. Không phải là bây giờ mà đã nhiều năm nay, tỉnh Sóc Trăng cũng như các địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long đã nhiều lần đề xuất với các cơ quan chức năng về việc xây dựng cảng biển Trần Đề ở tỉnh Sóc Trăng để trở thành đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí cho hàng triệu tấn hàng hóa được sản xuất, chế biến trong vùng đi đến các quốc gia trên thế giới. Đây được xem như là một lối ra cần thiết trong chuỗi sản xuất, chế biến và phân phối của nhiều ngành hàng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ giữa năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản ủng hộ đề xuất của tỉnh Sóc Trăng về đầu tư xây dựng khu cảng ngoài khơi Trần Đề thuộc loại cảng đặc biệt. Cảng Trần Đề phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, cảng biển ngoài khơi có diện tích 4.900 ha, khu logistics trên bờ là 2.000 ha. Với độ sâu âm 15-20 m, những con tàu hàng trăm ngàn tấn có thể cập cảng lấy hàng xuất nhập khẩu từ khu vực này đi thẳng sang Mỹ hoặc châu Âu. Đến thời điểm này, địa phương đang đẩy nhanh công tác duyệt quy hoạch chi tiết, nghiên cứu tiền khả thi dự án cũng như tính toán các phương án vốn. Hiện tại thì ủy ban cũng đã có cái văn bản trình cấp có thẩm quyền đề nghị là bố trí vốn từ đầu tư công cho những cái hạng mục công trình công cộng hàng hải, ví dụ như là đê chắn sóng, nạo vét luồng và đường nối sao cảng là từ cái khu logistics đến cái đường Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Thì hiện tại là Bộ Giao thông cũng đã bố trí được 500 tỷ. Theo quy hoạch cảng Trần Đề, quy mô vốn đầu tư dự kiến đến năm 2030 là hơn 51.300 tỷ đồng và giai đoạn tổng thể đến năm 2050 là gần 145.300 tỷ đồng. Dự kiến ngay trong năm 2024, sau khi hoàn thành các nghiên cứu tiền khả thi, tỉnh Sóc Trăng sẽ đưa ra các phương án thu hút các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho rằng càng sớm hoàn thành dự án cảng Trần Đề ngày nào thì ngày đó hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long mới có cơ hội để giảm chi phí logistics. Thì việc đầu tư cảng biển Trần Đề
thì có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với kinh tế cũng như là xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hàng hải, rồi làm tăng cái lượng hàng hóa vận chuyển ra ngoài cũng như là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Quy hoạch cảng biển Trần Đề cũng đưa ra dự báo tổng lượng hàng hóa thông qua cụm cảng này có thể lên đến khoảng 30,7 đến 41 triệu tấn một năm. Trong đó, khu bến cảng nằm ngoài khơi đạt khoảng 24 đến 32 triệu tấn. Ngoài ra, các khu vực trong bờ cảng Trần Đề sẽ còn phát triển thêm các bến chuyển tiếp hàng hóa. Cảng Trần Đề sẽ còn phát triển các bến tiếp chuyển hàng hóa cùng các dịch vụ hậu cần logistics với diện tích khoảng 4.000 ha. Quy mô này sẽ biến Trần Đề thành cụm cảng lớn và phát triển theo hướng bền vững. Trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cũng như quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải xác định rõ phải hoàn thiện sớm kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi đây không chỉ giải quyết được việc tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa mà còn làm giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh và đặc biệt hạ tầng giao thông sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút vốn đầu tư cho cả vùng. Mỗi năm, doanh nghiệp chế biến thủy sản này xuất khẩu khoảng 800 đến 1.000 container từ tỉnh Sóc Trăng đi các quốc gia trên thế giới và đều phải thông qua cảng Cái Mép tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tính toán cho thấy, mỗi tấn hàng xuất và nhập khẩu của họ phải gánh thêm 10 đô la Mỹ chi phí vận tải. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các quốc gia trong khu vực. Vì thế, các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu đều trông chờ có một cảng biển nước sâu đúng nghĩa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi rất là vui mừng. Dự án này mà thực hiện thì chúng tôi, cái vấn đề vận chuyển nó đỡ rất là nhiều tốn chi phí và nó xuất hàng được nhanh chóng và an toàn. Cho nên là chúng tôi rất là mong mỏi dự án này vào thực hiện càng sớm càng tốt. Nên là nếu như mà làm được cái cảng này thì nó làm tăng cái sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam lên rất là lớn. Sắp tới và được đầu tư những cái hệ thống hạ tầng tốt hơn, cao tốc nè, rồi hệ thống cảng sông, rồi cái luồng lách của cái hệ thống đường thủy nội địa, rồi đặc biệt là cảng Trần Đề nữa. Với cảng lớn như vậy thì cái chi phí vận chuyển trên đơn vị khối lượng hàng hóa nó sẽ giảm. Tính toán của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy khi cảng biển Trần Đề được đưa vào sử dụng sẽ giảm chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa đến mức thấp nhất cho cả vùng. Cùng với kết nối trực tiếp và tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Châu Đốc đến cảng từ 90 đến 120 phút so với quốc lộ hiện hữu. Điều này sẽ giải quyết khó khăn về thời gian vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt các tuyến cao tốc mới cùng hệ thống giao thông thủy đang được cải tạo nâng cấp, hàng hóa của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ thông suốt về cụm cảng nước sâu để xuất khẩu, thậm chí là hàng hóa từ Campuchia cũng có thể thông quan nhanh tại cụm cảng này. Với hạ tầng tuyến đường thủy nội địa hiện hữu được kết nối từ địa phương trong vùng đến cảng, tạo thuận lợi cho cái việc kết nối. Về đường bộ thì hiện nay tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng đang triển khai đầu tư đường Nam Sông Hậu từ Cần Thơ đi Bạc Liêu đang được thực hiện các cái thủ tục nâng cấp, dự kiến cũng hoàn thành trong năm 2026. Cầu Đại Ngãi kết nối với các tỉnh phía Bắc Sông Hậu hiện nay cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo quyết liệt để thực hiện và dự kiến hoàn thành đi vào khai thác năm 2028, sẽ đảm bảo cái việc kết nối thông suốt về đường thủy, đường bộ từ khu bến Trần Đề, cảng biển Sóc Trăng đến các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với cái sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long thì trong dài hạn thì đây cũng là một cảng tiềm năng đặc biệt của vùng và nó góp phần là giúp giảm thiểu cái chi phí logistics cũng như là tăng cường cái lượng hàng hóa lưu thông, luân chuyển, xuất nhập khẩu qua vùng, cũng như giải quyết cái nhu cầu hàng hóa trung chuyển trên cái hành lang của các nước tiểu vùng sông Mekong, mà ở đây đặc biệt là Campuchia. Mỗi năm, hàng hóa xuất khẩu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 20 triệu tấn. Khi hệ thống hạ tầng đường bộ, đường thủy và cảng biển được hoàn thiện, sẽ rút ngắn thời gian xuất khẩu, giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa lên cao. Chính vì vậy, ngay trong giai đoạn 2021-2025, đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long từ vốn ngân sách trung ương lên đến 86.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó, nhằm tạo ra những đột phá về tăng trưởng cho khu vực nhiều tiềm năng này.
Đây được xem là cú hích cho các doanh nghiệp tự tin đầu tư vào hậu cần logistics để khai thác hiệu quả từ hạ tầng giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyện trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.